Xin mến chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cây máy mà cắt cỏ Maruyama Beat M nha các bạn. Cây Maruyama Beat M này nó có cái tên riêng là JC26 nha các bạn. Tình trạng máy rất là đẹp các bạn. Máy toanh luôn, rất là đẹp. Máy này nó sở hữu một cái nòng xi len là 34 ly nha các bạn. Và dung tích nó là 26cc. Sức chứa đó các bạn, sức chứa của cái nòng là 26cc. Cái nòng càng lớn, sức chứa này càng lớn là càng mạnh nha các bạn. Sức chứa càng lớn càng mạnh. Còn cái bích tông thì nó cần phải nhân với cái chiều khoảng chạy của cái bích tông nó mới, cái đường kính bích tông nhân cho khoảng chạy của bích tông nó mới ra cái sức mạnh nha các bạn. Còn cái này là 26cc này các bạn hiểu nó là sức chứa nè, nó hút mỗi lần được 26cc 26cc nhiên liệu nha. Cái số đó đó là mỗi lần nó hút được là 26cc nhiên liệu cho nên nó rất là mạnh các bạn. Có cái hút có 20cc, 21cc, 22cc ha. Cái này nó hút được 26cc. Rất là mạnh mẽ các bạn. Máy rất là đẹp luôn. Tình trạng máy tinh luôn các bạn. Các bạn quan sát xem ha. Đây. Maruyama Beat M ha. JC26. Nó sở hữu một cái chụp giật siêu bền nha các bạn. Rất là bền bỉ luôn. Chụp giật rất là đẹp luôn các bạn. Dây còn bóng lưỡng luôn, rất là đẹp luôn nha. Rất là mới nồng nè, các bạn quan sát xem nồng nè, rất là đẹp luôn. Nó chạy một cái chế quạt khí quanh rồ tự động nha các bạn. Nắp xăng kính nha, nắp xăng kính rất là uy tín luôn các bạn. Nắp xăng này rất là chắc chắn, mình chưa thấy nắp xăng này bị bể nha. Đây, xăng cộng với nhớt nha, tỷ lệ từ 20/1 cho tới 25/1 nha các bạn. Các bạn thấy không, ron đệm rất là uy tín luôn, rất là chắc chắn các bạn. Nắp của Maru này hết ý luôn. Nó chạy đây, các bạn quan sát xem, nó chạy cái chế quạt khí quanh rồ tự động nha. Là cái lỗ xăng chính đó các bạn, cái đường xăng mà cung cấp cho máy đó là nhà chế tạo nó ấn định nha các bạn, là lỗ tia chính đó các bạn. Ở bên này là cái kim này chỉnh tốc độ thấp nha các bạn, để tìm ra một cái mức độ ganh ti cho êm nhạy nổ ha, và ít ăn xăng. Thì cái kim này các bạn chỉnh lên chỉnh xuống để tìm một cái tốc độ thật là ngon ha, để ngay đó mình xài rồi mình đi cắt thử mình biết mình để đó đúng rồi ha, ít ăn xăng, nhạy nổ, chạy bốc ngon ha, là đó là đúng. Đây, nó chạy một cái tum rời nha các bạn, tum rời màu trắng nè, tum rời màu trắng rất là đã các bạn. Nó là ở đầu trên của cái ti là răng nha, ở đầu dưới là vuông, cần lắp 24 chế quạt khí quanh rồ đây các bạn. Đây, chứ quanh rồ nó đây ha, chưa sạch ha, rửa chưa sạch còn bụi nè, chứ quanh rồ. Các bạn có thể chụp hình lại và phóng to ra để xem nha. Đây ở dưới lốc nó made in Japan nha các bạn. Để mình lấy cái đèn mình soi cho các bạn xem. Made in Japan trong lốc nha. Đây. Án công viên con lắc các bạn. Công viên công tắc nó bị án ha. Đây. Các bạn xem. Đây, made in Japan nha. Đấy. Logo của Maruyama ha. Chói sáng quá nó không lấy nét được các bạn. Đấy, Made in Japan ha. Bạn có thể chụp hình lại và phóng to ra để xem nha. Đây là nấm bơ mồi các bạn. Đây nấm bơ mồi ha. Bơ mồi cho xăng nó mau lên đấy các bạn. Mau lên thì mình giật nhạy nổ nha.
lên quá thì nó cũng bị sụt xăng. Ở đây cái số seri nó rất là khó quan sát các bạn, số seri nó rất là kín luôn, nó chỉ thấy được cái số nòng này ha. Để mình cố gắng mình soi cho các bạn xem số nòng đó nha các bạn. Đây, các bạn sẽ chụp hình lại ha. Đây cái số nòng đó các bạn, đây nó là số nòng nha. Nó như chừng nòng đó là số đó là nó ký hiệu của cái nòng nòng silen đó các bạn. Nòng mình gọi tắt là nòng đó, mình là nòng silen đó. Số seri nó đây các bạn, rất là khó thấy luôn đó các bạn, các bạn tin mắt mới thấy được ha. Chỉ thấy được nhiều đó thôi các bạn, không hơn nữa. Số seri nữa đó. Rồi các bạn có thể chụp hình bất kỳ chỗ nào nha, chứ không phải riêng về cái số seri mới chụp được nha các bạn. Các bạn có thể chụp tắt bất kỳ chỗ nào để mình nhận diện cái máy mình ha. Ví dụ các bạn nhìn cái thẹo nào đó, các bạn có thể chụp hình cái thẹo giống như là mình đi làm giấy chứng minh nhân dân mà người ta nhìn thẹo mình vậy các bạn. Ví dụ chỗ này nó có cái đốm nè, các bạn có thể chụp được nè. Bạn có thể chụp những cái dấu vết riêng nè, khỏi cần phải số seri ha, cũng nhìn được các bạn. Người ta đâu có số seri mà làm giấy chứng minh nhân dân vẫn có dấu vết riêng để nhìn ha. Máy rất là đẹp các bạn xem nè. Mọi chi tiết đều rất là hoàn hảo luôn. Zin nguyên bản các bạn. Máy này hồi mình nổ cho các bạn nghe, rất là ghiền luôn. Tiếng nổ của nó rất là đã luôn. Maruyama biết em. Chẳng cỏ đó. Cùi nè. Cùi vuông nha các bạn. Cùi vuông rất là to ha. Có logo của Maru luôn các bạn. Đây. Nha, logo của Maruyama luôn nè các bạn. Cùi vuông ha, có lỗ chốt ha, xây về đây là các bạn chốt được nè các bạn, rất là khít khao ha. Đây ở dưới này có chống mài mòn ha, đây, chống mài mòn các bạn. Rồi để mình dao Makita nha, dao này rất là uy tín luôn, 300 x 1.5 x 80 x 25 ly 4 ha, dao xài rất an toàn các bạn. Đây, tổng thể cái máy mình đó các bạn. Rồi để mình nổ thử cho các bạn xem nha. Máy chạy rất là đã luôn. Mọi chi tiết máy đều còn rất là ngon các bạn. Không có lỗi một chút xíu nhỏ nào hết ha. Đầu tiên thì mình bơm xăng nha các bạn, đóng e ha. Rồi lên ga là khởi động rất là dễ. Ở này nó lên xăng sẵn rồi, khỏi cần phải làm gì. Các bạn xem này, dây nó giật nó phục máy tinh luôn các bạn. Thôi rất là dữ luôn. Các bạn thấy không? Rất là nhạy quay ha, bố rất là tốt các bạn.
ganti thì khỏi ghê luôn. Không giặt gì hết các bạn, rất là đã luôn ha. Rồi, cái video mình giới thiệu cây máy Maruyama Beat M JC26 đến đây là tạm dừng nha các bạn. Xin mến chào và hẹn gặp lại các video sau nha. Nếu ai có nhu cầu thì xin liên hệ với số điện thoại của mình là 07 65 959 958. Xin mến chào các bạn nha.